chị đừng đi mà. Bây giờ chị quay lại xin lỗi mẹ đi, rồi mẹ sẽ tha cho chị. Chị xin lỗi làm gì, lần nào chị đã bị mẹ bắt là lấy tiền của mẹ. Thôi thì em bảo mẹ cho, nếu mà chị không lấy thì mẹ chị bảo với mẹ đi thì mẹ sẽ tha cho chị. Tiền học chưa? Con chưa đóng tại vì cô giáo xin nhắc ca. Sao mẹ để tiền đấy mà lại mất được nhỉ? Mẹ để đâu ạ? Ngăn kéo. Thế hôm qua nhà mình có ai đến chơi không? Không ạ. Không ạ. Thế Hồng Anh đâu? Chắc chị Hồng Anh đang đi dọn nhà ở đâu đấy ạ. Hồng Anh ơi! Hồng Anh! Con này nó làm gì nhỉ? Hồng Anh ơi! Lên đây xem nào. Con đây ạ. Đi gọi đi con. Tiền mẹ để ngăn kéo mày có lấy không? Hả? Tiền nào ạ? Tiền để trong ngăn kéo trong nhà ấy. Con làm gì biết ạ? Tiền mẹ để trong ngăn kéo thì Giang không lấy. Nhà thì không ai đến chơi. Thế chỉ có mày thôi còn ai nữa. Thật mà con không lấy mà. Tại vì con có vào phòng mẹ đâu. Thế bây giờ tiền của cành nó bay à? Mẹ tìm thử chỗ khác xem, nhỡ mẹ quên sao? Tìm thì tìm chỗ nào cũng có để trong kẹo ngăn kéo rồi còn gì nữa. Mẹ bảo ta mất trí à? Nhưng mà con không lấy mà. Lạ nhờ. Sao mẹ mất cái gì mẹ cũng đổi tội cho con đấy, con nó làm gì đâu. Hay là mẹ thử tìm lại xem giống chị Hồng Anh nói đi. Chứ đâu mẹ để đâu sao? Con biết gì mà nói. Bây giờ để ở ngăn kéo mà lại mất là thế nào? Con làm gì biết đâu, mẹ cứ hỏi con đấy. Nhớ mình lấy tiền không mà mình không nhớ thì sao? Nhưng mà con lấy làm gì? Kể con lấy thì những đồ con mua mẹ không lấy hết của con làm gì? Sao lúc nào mẹ cũng chèn ép con, mẹ lúc nào cũng đổ cho con tội nọ tội kia ấy. Không phải oan ức gì. Bây giờ em nó không lấy thì mày không lấy thì ai lấy? Con đã bảo con không lấy rồi mà. À, con ra mồm mày cãi à? Con không cãi đâu. Nếu mà mẹ con không muốn con ở nhà này thì bây giờ con đi luôn cho mẹ vừa làm. Mày giỏi nhà mày đi luôn đi. Không ai giữ mày đâu. Thế bây giờ con đi luôn cho mẹ vừa làm. Mày đi đi. Chị ơi, đâu chị đừng đi. Kệ nó có chân cho nó đi đi. Thôi. Chị Hồng Anh ơi, chị đừng đi. Chị Hồng Anh ơi, chị đừng đi mà. Bây giờ chị còn ở nhà này nữa làm gì? Thôi chị đừng đi mà chị Hồng Anh. Thôi chị quay về nhà đi. Chị ở đây thì chị có giúp được cái gì đâu. Chị toàn mình chửi thôi, chị không chịu nổi nữa rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà chị đi thì chị ở đâu? Chị ở đâu giờ được? Còn hơn mẹ sống cùng mẹ. Nhưng chị làm gì quen ai ở chỗ này làm sao mà chị ở được? Em không cần phải lo cho chị đâu. Chị được lấy được ăn ở đâu chị? Thôi chị đừng đi mà. Bây giờ chị quay lại xin lỗi mẹ đi, rồi mẹ sẽ tha cho chị. Chị xin lỗi làm gì, lần nào chị đã bị mẹ bắt là lấy tiền của mẹ. Thôi thì em bảo mẹ cho, nếu mà chị không lấy thì chị bảo với mẹ đi thì mẹ sẽ tha cho chị.
mẹ chả bao giờ tha cho chị cả. Em đừng có nói kiểu đấy. Thôi chị quay về đi. Thôi. Chị. Chị không ở đây nữa. Thôi nếu mà bây giờ chị thương nghe thì chị quay lại đi. Nếu mà chị ra ngoài lấy thì chị ở đâu? Thôi chị quay lại đi chị. Đi chị. Chị không đi mà. Thôi chị quay lại đi. Bây giờ chị quay lại xin lỗi mẹ cũng chẳng tha lỗi cho chị đâu. Em sẽ bảo mẹ cho chị mà. Thôi chị quay lại đi chị. Chị. Thì lần sau không được vùng vằng cái thái độ chạy bỏ nhà ra đi nhá. Bỏ nhà ra đi ra là không giải quyết gì được đâu. Thôi rồi xuống bếp xem có gì làm nốt đi. Xong rồi cơm nước cho em đi học. Hai mẹ vào để tìm thử xem nào. Khi mẹ vào để tìm lại xem. May quá chị em không bỏ nhà đi. Nếu mà chị bỏ ra đi chẳng biết có chuyện gì không. Không biết mẹ có tìm lại được tiền của mình không? Không lại đổi oan cho chị.